gần 2 năm trồng thí điểm chuối tiêu hồng, chuối già Nam Mỹ, chuối Tây Thái, là cũng chừng đó thời gian học hỏi, nghiên cứu các mô hình trồng chuối thành công. Các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ và Thương mại Đức Hân, huyện Ngọc Hồi đã quyết định đầu tư gần 300 triệu đồng để xây dựng phòng nuôi cấy mô. Đây cũng là bước các thành viên Hợp tác xã hiện thực hóa mong muốn tự cung ứng chuối giống cho vùng sản xuất của mình, đồng thời cung cấp giống chuối cho bà con trên địa bàn. Phòng nuôi cấy mô của hợp tác xã Đức Hân có diện tích 50 m2 với công suất cung ứng 80.000 cây chuối giống mỗi năm. Chúng tôi tiếp cận đến cây mô hình nuôi cây mô cây chuối đây khoảng 2 năm nhưng mới thành công được 1 năm trở lại. Và ban đầu chúng tôi vừa đi học hỏi, tiếp cận đến những cái 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 chương trình của nhà nước họ chuyển giao công nghệ hoặc là à, tập huấn từ điểm này thì chúng tôi vẫn tự tin đó là là nắm bắt toàn bộ cái nuôi cái mua của cái giống chuối và bước đầu đó thành công và là xuất vườn được. Với sự tự tin mạnh dạng trong lựa chọn hướng đầu tư để có sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng cao, đến nay hợp tác xã Đức Hân huyện Ngọc Hồi đã và đang mở rộng vùng trồng chuối lên hàng trăm hecta ở địa bàn các huyện Ngọc Hồi, Đắc Tô, Đắc Hà và thành phố Con Tum. Các loại chuối giống được hợp tác xã ươm trồng như chuối tiêu hồng, chuối tây thái, chuối già Nam Mỹ đều sinh trưởng và phát triển tốt. Vườn chuối cho năng suất cao và chất lượng quả tốt. Phấn khởi nhất là nhiều khách hàng tiềm năng đã ký cam kết với hợp tác xã trong việc tiêu thụ sản phẩm. Đây là cơ sở để các thành viên hợp tác xã Đức Hân mạnh dạng mở rộng vùng sản xuất trong năm 2021. À, thì hiện đến thời điểm hiện nay thì cái mô hình trồng chuối của chúng tôi đang bước đầu đạt kết quả cao vì vì cây chuối ở rất là phù hợp với đất trồng ở tây nguyên cũng như con tùng nói riêng và tây nguyên nói chung thứ hai đó là đầu ra nó rất đảm bảo cả môn cả cây giống lẫn như là cái kết quả của trồng quả của bà con hoặc trồng quả của hợp tác xã cái thứ ba đó là cây chuối là trồng giống rất là ngắn ngày mà chúng ta kết hợp có thể là trồng trồng sen hoặc là trồng lưới ngắn lưới dài không chỉ đạt doanh thu khá từ mô hình trồng chuối nuôi cấy mô, hợp tác xã Đức Hân còn tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động phổ thông, đồng thời giúp người lao động từng bước tiếp cận, nắm bắt những kỹ thuật cao, kỹ năng khó trong quy trình trồng chuối từ giống nuôi cấy mô. À, công việc ở đây thì chỉ chăm sóc vì uh, vô bầu chuối, trồng chuối, chăm sóc tưới tắm, rồi uh, thì. Uh, công về tiền công thì tầm có từ 5 đến 6 triệu một tháng. Cũng tôi đã gắn bó với với sự nghiệp này cũng đã lâu lắm rồi. Theo phương thức canh tác cũ, bà con thường trồng chuối từ cây con được phát triển từ cây mẹ. Vì vậy, chuối cho thu hoạch rải rác, hiệu quả kinh tế không cao. Ngoài ra, sử dụng giống chuối theo kiểu truyền thống sẽ rất khó nhân rộng diện tích. Bên cạnh đó, chuối nhân giống tự nhiên dễ bị sâu bệnh hại. Sản phẩm quả không đồng đều, giá thành không cao. Thưa quý vị và các bạn, trên tay tôi là một sản phẩm chuối giống được nuôi cái mô do hợp tác xã Đức Khăn sản xuất. Giá thành của mỗi cây chuối nuôi cái mô như thế này thì dao động từ 7 cho đến 10.000 đồng. Và chu kỳ của một cây chuối nuôi cái mô này từ khi trồng xuất đất cho đến hết chu kỳ khoảng 3 năm và cho thu hoạch khoảng một tạ chuối quả. Kết quả bước đầu từ mô hình trồng chuối nuôi cấy mô của hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ và thương mại tức hân là hướng đi mới, là mô hình để các hộ gia đình, các tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp tham khảo nghiên cứu để ứng dụng vào sản xuất. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng với kỹ sư Lê Tiến Trung, cán bộ kỹ thuật phòng trồng trọt, tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh tìm hiểu một số nét cơ bản về trồng chuối nuôi cấy mô. Kỹ thuật trồng chuối nuôi cấy mô đơn giản, dễ trồng. Tuy nhiên để đạt được năng suất và sản lượng cao cần chú ý một số khâu quan trọng. Đối với việc chọn đất để trồng chuối, bà con nên chọn vùng không có gió mạnh. Cây chuối nuôi cấy mô phù hợp với nhiều loại đất. Tốt nhất là đất phù sa, có tầng đất mặt dày, tơi xốp, giàu dinh dưỡng, giữ ẩm và thoát nước tốt. Đất trồng được lên liếp có độ dày tầng canh tác từ 50 cm trở lên thoát nước tốt, dọn sạch cỏ, cày xới, tạo cho đất tơi xốp. Hố trồng, kích thước 40 x 40 x 40 cm. Mật độ trồng tùy thuộc vào địa hình, chất đất và chế độ trồng. Thông thường khoảng cách được nhiều vườn áp dụng là 2 x 2 m. Khi đem trồng, bà con nên chọn lúc sáng sớm hoặc chiều mát, tránh trồng lúc trời nắng gắt. Khi đặt cây con xuống hố trồng, thao tác phải nhẹ nhàng, tránh làm ảnh hưởng đến bộ rễ của cây. Mặt bầu được đặt thấp hơn mặt đất từ 5 đến 10 cm và đắp mô hơi cao lên để tránh hiện tượng trồi gốc sau này. Cây mới đặt xuống phải có cọc cố định. Mà lưu ý là khi cây giống được vận chuyển từ vườn giống về đến vườn thực địa của chúng ta thì trước khi trồng chúng ta cũng nên để lại vườn của chúng ta từ 2 đến 3 ngày cũng thực hiện chế độ tưới nước và lưu ý cũng không để cây bị chịu quá nắng để cây dần thích nghi với môi trường tại thực địa. Sau đó chúng ta tiến khi đất đủ ẩm đối với những cái vùng diện tích đất mà không được lắp hệ thống tưới thường xuyên thì bắt buộc thì phải để đất đủ ẩm thì chúng ta mới tiến hành trồng và trong quá trình trồng thì lưu ý cái động các cái bước trồng cũng như từ khâu đào hố bón lót cho đến việc xé bầu để đảm bảo cây không bị bể bầu thì để đảm bảo cái tỷ lệ sống cho cây được lớn nhất. Cây chuối có mức sinh trưởng nhanh nên nhu cầu phân bón rất lớn. Thời Cần... kỳ sinh trưởng của cây chuối gồm 3 giai đoạn là dinh dưỡng sinh trưởng, giai đoạn phân hóa mầm hoa và giai đoạn phát hoa, phát triển buồn trái. Sản lượng của cây chuối được quyết định trong thời kỳ mầm hoa phân hóa. Tuy nhiên, sự phân hóa về số lượng nảy và trái lại được quyết định bởi giai đoạn dinh dưỡng sinh trưởng vì thế nếu dinh dưỡng của giai đoạn đầu không đầy đủ sau khi mầm hoa phân hóa dù có bón phân như thế nào đi nữa thì năng suất cũng bị ảnh hưởng việc phòng ngừa sâu bệnh hại cho cây chuối cũng rất quan trọng giúp vườn chuối hạn chế các bệnh dễ xảy ra như bệnh héo rũ và bệnh đốm lá đối với bình chuối chúng ta thì thường xuyên chúng ta phải vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ tỉa tán và hạn chế những cái cỏ như thế này thì chúng ta sẽ làm sạch đi và 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 để hạn chế cái khả năng mà sâu bệnh nó phát triển. thứ hai thì khi mà bệnh đã xảy ra và đến một số ngưỡng thì chúng ta ngưỡng phải phòng trừ thì chúng ta phải nên dùng một số các loại thuốc do được bộ nông nghiệp quy định. Quá trình chăm sóc vườn chuối bà con lưu ý một tháng tỉa chồi một lần lúc nắng ráo. Việc định chồi phải làm thường xuyên kết hợp với cắt bỏ lá khô, lá bệnh, phòng trừ cỏ dại, khơi rảnh tiêu nước cho vườn. Tầm khoảng 5 đến 6 tháng là chúng ta sẽ lựa chọn một chồi chuối mạnh nhất, đẹp nhất và để chúng ta nuôi lại. Còn những chồi chuối còn lại kể từ khi giai đoạn đẻ thì chúng ta sẽ tỉa bỏ hoàn toàn, chúng ta không để mà chỉ để một chồi duy nhất để chúng ta nuôi và sẽ giữ cho vụ sau. Theo giá thị trường hiện nay thì mỗi buồng chuối già Nam Mỹ, chuối Tây Thái có giá khoảng 200.000 đồng, chuối tiêu hồng khoảng 100.000 đồng một buồng. Theo tính toán, mỗi hecta có thể giúp bà con nông dân đạt lợi nhuận hàng trăm triệu đồng sau khi khấu trừ chi phí. Trong thực tế, mô hình trồng chuối nuôi cấy mô quy mô lớn đã mang lại thành công cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh.